Mời các bác nghe nhạc thì em sẽ giới thiệu thêm cho các bác về sản phẩm em đang ghép. Theo dõi các clip của Thắng Audio thì sẽ thấy bình thường em hay test nhạc bằng máy tính. Tuy nhiên lần này, bộ lần này thì em sẽ test bằng đầu CD. Đấy, lỗ này thì được cái về được cả CD và âm ly tiền âm. Mà bộ này thì kể cả những cái thập niên trước, rất là nhiều anh em săn để ghép được combo như thế này. Đầu CD tiền âm 3.300, âm ly tiền âm 890D. Hiện tại thì em ghép thì em không dùng đường analog mà em dùng đường optical, tức là đường quang. Các bác đang nhìn thấy nhá, âm ly đường âm 890D tem chứng này, nó có phần optical, em đang dùng là digital đây, optical đây, và đây là cái tần số của cái quang nó nhận là 44 này. Cái này em test với cặp loa Xiaomi Mega Bass 40 U351. Con CD đơn âm này thì nó rất là chất. Cái tầm tiền của CD đơn âm 3.300 dưới 10 triệu thì khó nào có thể vượt được nó. Con này nó có cả đường bờ lăng để anh em chơi từ những thiết bị pro hơn. Đường bờ lăng rất là nhiều những âm ly đắt tiền, hoặc những cục pao anh em chơi được bờ lăng. Còn bình thường các bác cứ cắm đường fish. Đấy, đường fish này cho em này. Thì hiện tại thì em đang đấu là optical out đây. Và đặc biệt là con 890D ở dưới thì nó có đường optical. Đấy, cái đường này thì nếu anh em làm nghe nhạc thì trên Smart TV. Smart TV bây giờ thì các hãng nó đa phần là nó bỏ cái đường chân 3.5 và chân RCA, mà nó sẽ dùng đường vào là đường optical này. Thì thay vì cái chuyện là anh em cắm vào đường digital của optical của đầu CD thì các bác có thể giúp các bác cắm vào đường optical của đầu cái TV để bác nghe bằng âm ly này, bởi vì nó có giải mã rồi.
Còn anh em ngay nhà thì anh em cứ cắm vào đường fix của cái đầu đèn ông, cắm vào đường CD của âm đi đèn ông này. Con bo này thì rất là chất, vừa đẹp về hình thức kiểu dáng, vừa hợp về chất âm, cùng một hãng luôn. Các bác vừa rồi nghe một đoạn nhạc, một bài em test bộ sản phẩm này với cả cặp loa rất là đình đám Shavi Vega U351 bass 40. Đấy, với combo này thì nó điều trị được rất là nhiều dòng loa khác nhau. Đấy, các bác nào có nhu cầu sở hữu combo này thì có thể điện thoại cho số máy này 0983698887. Bộ này thì có giá ngoài 20 triệu cả bộ, gồm có âm ly và CD. Còn các bác mà sở hữu luôn cả loa thì là ngoài 50 triệu. Combo này rất là đẹp. Chiếc đầu CD này thì nó sản xuất tại Nhật năm 1988-87. Giá xuất xưởng nó khoảng hơn 40 triệu. Con này trọng lượng là 14 kg. Còn 890D thì nó là dòng tem trứng. Con này thì trên 10 triệu. Rất là hay. Các bác để ý em dùng quang tiếng nó rất là sạch. Thậm chí các bác để ý nhé, khi dùng quang nhé, với con 890D em tắt hẳn láo lớt thì giảm tép gọi là mức tối ưu luôn. Tiếng nó vẫn rất là hay. Mỉ quang tiếng nó xuất ra tương đối mạnh. Đấy, chỉ cần nhích nhẹ một chút là nó lên rất là mạnh. Hơn nữa là các bác có thể thấy là những cái dọc loa Shavi Vega độ nhạy nó cao, cho nên là nó sẽ ăn volume của âm ly nó sẽ ít hơn. Chỉ cần thử nhá, hai đôi loa cùng một bài nhạc, cùng một đầu CD, các bác nhích cái volume nào ấy mà nó ăn ít volume mà tiếng nó to hơn thì cái độ nhạy của cái đôi loa này nó sẽ to hơn và lớn hơn. Đấy, ngoài việc đấy thì còn có thể là phối ghép hợp nhất, thì cái đấy thì yếu tố phụ thôi, nhưng quan trọng là cái đấy. Với những cặp Shavi Vega nó rất độ nhạy rất là cao, nó ít ăn công suất. Đấy, các bác chỉ cần nhích nhẹ một chút. Những cặp này mặc dù là bass 40 nhưng có thể ghép với những âm ly khoảng trên dưới 100W cũng được. Thậm chí có thể chơi những dòng đèn khoảng 30W một vế là chơi được rồi. Lại giới thiệu các bác con CD 3300 và chiếc âm ly đèn ông 890D có giải mã. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi clip của Thảo Audio.